chào mọi người đến với thành phố Đà Nẵng. Bây giờ là 12:30 rồi. Em buồn quá không đi ngủ được. Hôm nay em sẽ có một bài trao cho mọi người. Chính là một chiếc nhẫn, cái này em rất là thích luôn. Đó mọi người, em sẽ giáo cái này xuống dưới đất. Dưới đất nha, còn dưới gốc cây nha. Đó, xong rồi em sẽ để cho nữa, mọi người sẽ tìm. Rồi. Rồi đó, nha mọi người. Đứng đi. Telemeric, em sẽ giáo dưới hòn dừa này nha. Một hòn này, mọi người sẽ đi tìm rồi sẽ ra. Mọi người ơi, chiếc nhẫn này nhá, em trong chỗ này nhá. Mọi người tìm xong rồi mọi người đem, mọi người sẽ trong này sẽ có số điện thoại này, mọi người cứ tìm đi rồi liên hệ em. Em sẽ có một món quà rất là đặc biệt dành cho mọi người đó. Nha. Nha. Hello. Hello một bạn. Hello anh em nhá. Hôm nay mình sẽ live stream đi tìm tình yêu của mình anh em ơi. Tình yêu của mình đang ở Đà Nẵng. Dân Cao Thắng chào anh. Ok, chào em nhá. Chào mừng các bạn đã đến với Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, nơi đào tạo ra những gọi là anh hùng hào kiệt. Buổi tối ngày hôm nay là mình có coi được một cái clip này anh em, của em này là ở Đà Nẵng luôn. Mình coi em ấy biết rồi mình bị lẹo lưỡi theo luôn. Đây nè, em ấy đang live stream luôn. Dễ thương lắm anh em. Chào Tony Võ nha. Mọi người nhớ mua mì tôm nha. Nha. Dễ thương không anh em? Dễ thương không? Và em ấy mới đăng cái clip này cho nên là tôi mới quyết định tôi live stream này. Đây và điều đặc biệt, em ấy mới đăng cái clip này anh em. Chào mọi người đến với thành phố Đà Nẵng. Bây giờ là 12:30. Buồn quá không đi ngủ được, mới có một trò chơi. Chiếc nhẫn rất là thích luôn. Dưới gốc cây. Thì cái em này là ở Đà Nẵng anh em. Và em ấy có giấu một cái nhẫn ở dưới cái hàng cây mà ở khách sạn Stella Merit. Em ấy bảo ai mà tìm được á, là em ấy sẽ gọi là dâng hiến. Em ấy sẽ thưởng phần quà. Thì nhưng mà mình coi clip này mình thấy ảo một cái là hiện tại đang là 10:38. Mà em ấy lại bảo là 12:30. Chứng tỏ là cái clip này là quay từ hôm khác, chứ không phải là hôm nay. Cũng không phải là hôm qua được, bởi vì hôm qua là Đà Nẵng bão rất là to anh em. Có nghĩa là clip này em ấy đã quay từ lâu rồi, nhưng mà đến hôm nay mới đăng. Nhưng mà đến hôm nay mới đăng chứng tỏ là vẫn chưa có ai tìm. Giờ mình chạy ra đó thử, mà mình sợ bão nó thổi bay mất tiêu luôn rồi á. Em ảo ma chứ em đánh đố người ta vậy ai mà tìm được. Nhưng mà cứ ra thử cái coi như thế nào nha anh em nhé. Thì cái clip này là của em này là em Nhi, tên là Nhi. Do là hôm bữa mình PK với một em ở khu Quảng Nam các bạn, cái bắt đầu mình kết bạn với em ấy, cái bắt đầu giờ TikTok mình nó ra toàn là những em ở miền Trung không à, phê vậy. Giờ cơ hội gặp mấy em gái người miền Trung rất là cao nhá. Thì bây giờ là mình sẽ đi tìm cái nhẫn đó, em ấy giấu ở gốc cây ở dưới khách sạn Stella Merit gì á. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm. Thì mời 300 anh em đi tìm cùng với cả mình nha. Mình đi tìm một mình thì tìm nó hơi khó, cho nên là 300 anh em đi tìm cùng với cả mình thì nó sẽ dễ thấy hơn. Mình phải mang thêm một cái đèn chợ sáng. Bây giờ là đi tìm nha. Anh em có muốn ngắm gái Đà Nẵng không? Còn gì nữa đâu mà khóc với. Nhìn em theo người ta, lòng anh đau xót xa. Em vào cái khách sạn Stella Merit. Khách sạn to, chà bá lửa luôn á anh em. Ôi, cảnh đó kiểu cảm giác ước gì người đó, anh ấy hoán đổi cho mình á anh em ha. Lấy cái điện thoại để coi cái đoạn em ấy.
em ấy cái góc coi cái góc nhìn của em ấy á. Đây anh em thấy cái trắng trắng này không, cái trắng trắng này là Stella Maris nè, và em ấy giấu ở một cái hàng dừa, nói chung dữ kiện ít vải anh em. Đây là biển nè, biển Mỹ Khê Đà Nẵng á. Ui em này chân dài vải đái luôn, chân dài thực sự luôn á anh em. Stella Maris giấu ở dưới hàng dừa. Từ từ anh em, mình là mình canh nãy giờ, mình canh mình đi song song với cái khách sạn Stella Maris đây nè, nó nè thấy không đó, cái trắng trắng anh em, Stella Maris đó. À vậy là đúng cái góc này rồi, đúng cái góc này rồi anh em, không chạch đi đâu được, đúng cái góc Stella Maris này. Đây là cái gốc cây này, à cái hàng dừa này. Nhưng mà mình thấy có vẻ là bão nó cuốn đi mất tiêu rồi chứ làm sao mà kiếm thấy được ta. Cái Stella Maris này là dễ nhất nè, nhưng mà em ấy lại bảo giấu dưới hàng dừa chứ không phải là cái cây dừa số mấy, cây dừa nào. Cho nên là nhiệm vụ của anh em chúng ta bây giờ là bới hết mấy cái cây dừa ở đây. Mình bắt đầu cảm thấy hơi mệt rồi anh em, có anh em nào ở Đà Nẵng ra bới tiếp mình với. Alo. Bây giờ là mình sẽ đi theo hàng thẳng như thế này nha. Mình đi một vòng lại như vậy. Đây chúng ta sẽ ngó cây dừa nha anh em. Cái lỗ này là cái lỗ do còng nè, còng nó đào chứ không phải em ấy. Và mình nghĩ là không thể nào mà em ấy chôn ngay cái cây đầu tiên như thế này được. Gần hình vẽ nàng tiên cá anh tìm tới sáng mai. Đây có một cây nữa. Cây cầu á, cây đầu sát tường, cây đầu sát tường đằng kia á hả. Thôi từ từ đi, mình đi theo hàng đi các bạn, đi lần lượt chứ đi bừa nó ấy á. Mà bây giờ làm biến bới quá à, cầm cái điện thoại không có bới được. Mà hôm qua mưa xong trận rồi, bữa nay có thấy cái dấu vết gì em ấy đào đâu, cát nó nhẵn thín như thế này rồi. Đây mình cho anh em coi lại cái clip đó nha. Giấu cái này xuống dấu. Đi đắp. Dưới đất. Dưới đất nha, còn dưới gốc cây nha. Giấu dưới gốc đó, cây. Xong rồi em sẽ để cho đứa, mọi người sẽ tìm. Trời ơi, trời ơi. Rồi ứ ứ là gì trời. Em sẽ giấu dưới hòn dừa này nha. Hàng dừa. Mọi người sẽ đi tìm là sẽ ra. Đó. Mọi người ơi, chứng nhận này nha. Em ấy nói giấu dưới hàng dừa. Mọi người tìm xong rồi mọi người đem. À. Sẽ trong này sẽ có số điện thoại cho mọi người. Tôi thấy có cái vệt gì đỏ đỏ kìa anh em, đằng sau lưng em ấy kìa. Cô gái không à, đây phải không anh em? Từ từ, cái vệt cam này đúng không? Cái vệt cam này. Từ từ anh em. Từ từ. Ê đúng rồi, đúng nó rồi. Đúng rồi anh em ơi. Đầu xanh đúng rồi. Đây. Đúng cái vệt cam cam đỏ đỏ lăng lăng lỗ lỗ này. Đúng rồi. Em ấy là ngồi ngay gốc cây này. Mà dấu tích hôm nay thì nó ấy mất tiêu rồi. Nó mưa nó trôi cát ấy hết rồi. Bão hôm qua á anh em, clip em ấy đăng không phải quay hôm qua. Đây đúng cái chỗ này rồi. Đúng cái chỗ này rồi, đây nè, em ấy ngồi đây nè, em ấy ngồi chỗ này nè. Đó, anh em thấy cái vệt đỏ đỏ kia không? Ôi, cảm ơn anh em nhiều nha, đó thấy chưa, mình livestream là để nhờ anh em kiếm tiếp mình á. Bây giờ là chúng ta sẽ tập trung vô cái cây này, chúng ta đào cái cây này nha, bới thử xem nha anh em nha. Hồi hộp quá anh em, bao nhiêu phần trăm là đào thấy anh em? Ảo vãi anh em, đào sâu rồi mà, em ấy, mình nhớ em ấy đào nông lắm.
không thấy anh em. Đào sâu lắm rồi, mình đào nãy giờ là đào đào sâu xuống cỡ 40 phân rồi. Anh em có biết mình mong muốn nhất lúc này là cái gì không? Mấy anh bao bên bảo vệ đường bờ biển á, thấy mình thấy mấy cái gốc cây, tưởng mình ăn trộm cây, cái mình lại mình khoe mấy anh đào giúp mình. Mệt vậy. Lâu lắm rồi mới vận động nhiều như vậy á. Không có nha. Có chứ, có cái nịt. Ba nào bịp ổng vậy? Ai chôn vậy ông gâu gâu? Lê Nhi chôn. Ê. Ê. Có anh em ơi. Có anh em ơi. Có nha, có nha. Có. Thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi, đây 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 chứ. Đây nè. Thấy cái này. Đậu xanh á. Thì sau một lớp cát rất là nhiều thì mình thấy được cái lớp chai. Mình đào sâu lắm rồi, đào sâu lắm rồi. Thôi cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem buổi livestream này của mình nha. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Mình đi về đây, lại đi kiếm